cái chuyện này, cái cầu cái nói cho biết cái cầu tiêu này mà đập ra là mấy em cũng khốn khổ. Nói cho biết làm sai luật giải thích luật như thế, cái thái độ cưỡng chế có đúng hay không? Đó. Em cứ việc quay đi, dám đưa không? Mày dám đưa lên không? Đưa đi theo. Đưa toàn bộ lên trên mạng cho dân chúng thấy. Chê giáo thanh niên trẻ để em quay thì tôi đồng ý, nhưng mà em dám đưa hết lên không? Đưa hết toàn bộ sự việc không? Làm cẩn thận nghe mấy anh ơi. Những cái trên báo ơi, cho dạ, phải làm cái chuyện như chuyện gì lớn lớn đâu. Không phải tôi nói anh lên cái chuyện này anh nói anh hiểu quá rồi anh nhầm. Nhưng mà không có chuyện gì đâu. Cái chuyện này đối với con người tôi đặt cái này cũng mang thua trơn hết á. Không có ăn thua gì. Đúng rồi, nhà lửa cũng mang thua trơn. Nhưng mà giờ mình dùng cái nhưng mà cái việc sao thôi. Đây là cái việc sai đâu chấp hành. Sai, chính quyền sai, lập biên bản sai. Cái này không phải là xây dựng trái phép gì cách toilet. Anh coi đó, anh thiếu tá anh coi đi. Rồi. Mà cái thái độ của anh cố trắng áp cái buổi nhóm, buổi thờ phượng chứ không phải. Cái chuyện như là giải phóng những cái chỗ này mà tại sao anh lại đám áp? Rồi anh đứng đây, đứng đây anh quan. Ờ, vợ tôi đứng đó, vợ tôi đứng đó. Anh là chủ nhà. Anh đứng đây, anh chấp hành đi. Nhà của tôi, vợ tôi đứng đó chấp hành gì? Tôi chấp hành thì cho vợ. Ai lên nhà? Ê, lên nhà lục nhà, lên lục ông bé nè. Anh em lên được ông Nam nghe chưa? Cho nhớ ông Nam lên ăn cắp và đồ của tôi phải không? Ông bảo cái gì từ này? Cắp cái gì? Cắp cái gì? Anh lên cái từ này mà anh lên cái gì? Cứ chết anh không? Mà lên ăn cắp anh lên nhà tôi ăn cắp được không? Anh Trung nè. Thôi, thôi, ông cho ông này ăn cắp tài sản của tôi phải không? Ông Nam đó, ông Hiền à, cản anh em ông lên cản nha. Cho nhớ. Ông Nam nào này trong nhà tôi. Cứ chết anh như vậy, cứ chết anh lên nhà tôi. Không có trách nhiệm ở đây, tôi chết anh. Tôi tiền. Tại sao ông lại cho các ông của vợ chồng tôi? Anh cho ông năm trước ông năm lên cho thông tin của vợ chồng tôi là sao? Tôi thấy chưa có mất mát gì trong cái này. Tại sao? Tại sao? Tôi nói ông có mất mát. Ông nói ông có mất mát. Bây giờ tại sao ông năm lên nhà tôi? Để có cuộc đi kiểm tra. Anh có cuộc có mặt chung nhà của tôi, ông chơi trong đó, ông cuộc sẽ cưới hệ. Đó, tại sao anh lên nhà tôi, anh vi phạm pháp luật, cưỡng chế với kia mà anh lên lục trong nhà tôi, anh Dung, anh bảo đảm. Mời mấy người không có liên quan đi ra ngoài. Mời liên quan đi ra ngoài hết rồi, đừng có đặt ảo, đừng nói lao nè, chung quý vị nói lao nè. Anh Trung Vĩ toàn thời gian. Thôi anh quen, đây là cái quạt, đây là không được liên quan. Là cho những người lạ mặt vô đánh vô hả? Để cho những người lạ mặt đánh cho tôi bảo. Tôi đã tư đang đi đây, nó trông nó quýnh vô chỗ tôi. Hãy đợi, anh ơi, hãy đợi. Đây, nhà tôi đây, đứng ngay đây. Anh đọc có mấy người tại sao lên đây làm chuẩn đâu như vậy là tôi nào đâu đây là giọng đứng ngay quấn từ chỗ đâu tôi nào quên đâu đồng dạng tôi cao 100 người nào đó ờ ba giờ rồi tôi nói anh trước anh yêu cầu anh Dung đứng đây và anh Nam anh lập biên bản anh Nam về tội xâm phạm vào cái buồng của vợ tôi không anh lập biên bản đi anh đi ra đằng sau anh Dung ngồi đây có chữ phường ở đây em không có quyền xô tôi như vậy đừng có lợi dụng tôi mời anh ra đừng có lợi dụng không mà tôi ở ngoài đó chứng kiến đã xong rồi bây giờ mời anh Dung ngồi đây mình nói chuyện người là trưởng là tôi mời người lãnh đạo chứ ai cũng là lãnh đạo ra sao hậu quan hậu quân rồi sao tại sao lại lên ông anh lên lên nhà tôi ông thiếu tá Nam lên lên phòng riêng của vợ chồng tôi lên nó làm gì quả tang anh em ai cũng thấy đó anh em nhân dân chứng ai cũng thấy đó là sao bây giờ mình tố mình tạo vợ cái gì không chứ chuyện này chuyện quá nhỏ mà mấy ông chuyện đối với tôi cái chuyện này đâu có gì đâu lại ra cái chuyện như nào lại anh chấp hành cho nó tiếp tục đi bây giờ tôi biết bây giờ tôi chấp hành mà tại sao lại lừa để mà lên buồn vợ tôi lột là một sĩ quan như thế nào anh thấy anh em thấy hàng trăm người tại sao anh đọc có mấy người mà vô hàng trăm người gỡ ra tôi lấy chỉ có hai người thôi mà đi vô hàng mấy trăm người là làm cái gì đảm bảo an ninh để cưỡng chế anh nên làm gì tôi đã bảo đảm là tôi làm gì anh hiện nay là mấy trăm hàng tốt đấy chỉ cần một người thôi được rồi giờ anh mày tốt làm sao không cái tôi mời anh vô chấp hành mà anh nói không có tin được tôi nói xin lỗi đâu bây giờ đủ rồi đó đây là lần đầu tiên tôi gặp anh trong công tác đó đây này tôi là lần đầu tiên thấy anh trong cương vị công tác này đó. Tôi nói anh là một trung tá trưởng phường thì anh thấy có trách nhiệm tại sao anh để lên buồng vợ tôi hả đủ rồi bây giờ yêu cầu anh cho những người không có trách nhiệm ra khỏi nhà này tài sản này
tài sản chúng tôi rất là nhiều. Tôi báo trước, có tiền, có bạc, có tất cả các mọi cái. Nghe chưa? Đây là buồng của mẹ, vợ và của mấy người nữ. Không phải là quà mấy nhau. Bảo vệ cái chuyên, bảo vệ chuyên chính 100 năm mà ăn vô. Bảo vệ cái chuyên chính của luật anh cầm nguyên cái chuyện kia giải quyết được hết. Tại vì anh mà tôi đã nói rồi, mình chuyên chính không còn không còn. Từ hồi nào giờ tôi mời anh lên chuyển quyền mời anh đốc lên đó. Toàn bộ đây đốc lên đúng không? Xong đây tôi đã gọi điện tôi nói là tham luận. Anh gọi điện bấm nhưng mà không ăn mình từ mấy nào được gọi. Nạp lên tôi gọi điện nó phó chủ tịch và cả chủ tịch mà nói chuyện giỡn. Thời đại hiện đại người ta họp internet. Kỹ thuật số anh muốn duy trì một cái chính cái quan liêu sao? Tôi gọi điện tôi nói. Tôi nói trước nào. Cái này tôi nói xin lỗi anh yên tâm đi. Cái này là các anh không bình tĩnh không các tôi. Đây chính quyền không bình tĩnh. Nói cho biết. Tại vì anh chấp hành không nghiêm cho nên anh không bình tĩnh. Nghiêm đi. Còn những người nào chấp hành nghiêm đó anh mới lắm chừng ấy. Chính quyền bình tĩnh cho nên tôi. Nói anh suy nghĩ đi. Cái gì các anh làm ra nó cũng đều có lưu lại hết. Nói cho anh biết. Cái gì anh làm ở đây nó đều có lưu lại. Lưu ở đâu? À. Lưu ở đây là mọi mạng anh thấy liền. Mà để làm ra đây anh làm cái gì nữa? Đưa cho mọi người thấy vậy. Mọi người họ suy nghĩ. Để họ suy nghĩ. Để mọi người thấy và suy nghĩ về các anh thôi. Nếu các anh tốt hành động lịch sự, được ghi nhận lịch sự, tôi không theo không bớt. Nếu các anh có hành vi như thế nào là chính, các anh hổ thẹn không? Chuyện là làm gì chết được, làm gì chết sức sống của một dân tộc. Không nói gì, đúng không? Làm gì chết sức sống của một dân tộc, làm gì chết tư tưởng, tư tưởng làm gì có chuyện chết. Ý thức hệ làm gì có chuyện chết. Ý thức hệ hay tư tưởng nó là của nhân loại. Thành tựu của nhân loại chứ không phải của cá nhân cho nên không có ai giết chết được. Tôi biết cái chuyện này tôi không lạ gì. Tại sao tại anh tạo ra chiếu đó anh nói. Chính các anh mới tạo ra chiếu với anh chị. Tại anh gì? Còn anh chấp hành chẳng bao giờ ai tới đây. Chính tốt vậy. Anh em mình cùng hợp tác thế nào với con anh? Tôi anh thấy ông tôi rất lịch sự ngay từ đầu. Nhưng mà tôi thấy cái thực hiện tại sao chuyện của quản lý đô thị của phường mà mấy ông an ninh cả hàng trăm vậy? Anh giải thích bây giờ làm sao mấy ông an ninh hàng trăm? Sao họ đi bám theo những cái nhà mấy ông quan tham chiếm đất đai của công thành của tư đó, của đất công thành của mấy ông đó, đó biệt thự hàng tỷ đó, thì mình không có họ vi phạm không sao người này. Chấp hành không nghiêm túc pháp luật cho nên phải chính chính quyền mới là không vi phạm và mới vi phạm anh không chấp hành pháp luật kiểm tra những cái nữa. Điều 50 một đất đai khoảng một người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận tiền đất, tôi đâu tự cấp tôi được. Phải chính quyền mà chính quyền không sao tôi có không chấp hành cho nên tôi đất này sử dụng từ 21 năm rồi, anh em nhớ 21 năm rồi, trước 2003 và trước năm 93 chủ cũ luật mới tôi có quyền thừa kế được. Còn bảo vệ thì anh mà luật mới tôi nói ra tôi khoản đó mà cho anh nào anh giờ cài đặt quyết định được phép là anh phép không phải cái nghị ngay cái điều luật mà ông hai đưa ra đó là điều 7.1 không có quyền chế. Mời anh em vừa tại chế tôi đang chế bỏ tôi cho anh tất cả mọi người không chế không anh cứ làm anh cứ làm không nhưng anh cứ như đó mà anh chỉ sốt sáng về chuyện làm ăn còn chuyện công bình các anh không sốt sáng. Anh có thể làm chuyện này mà anh có thể làm không có bộ hơn anh không dám người dân thì anh làm cái chuyện cán bộ tham ô anh không dám làm là sao đây tôi kêu gọi lương tri của các anh. Thường mà nó không ăn ra hết là sao?
Tại sao cái đại đau có cưỡng chế chỗ đây mà sao lại như thế này? Ê, anh vô mây, chỗ này biên bản không, ba biên bản không có chỗ nào cưỡng chế chỗ này nè. Nha, ba biên bản chỗ tôi nói mấy em anh vô mây anh hai đó rồi. Ba biên bản không có chỗ nào cưỡng chế chỗ này, tôi nhắc lại. Nha, ba biên bản không có chỗ nào cưỡng chế chỗ này, tôi nói anh hai rồi nha. Anh hai, ba biên bản không có chỗ nào cưỡng chế chỗ này. Cái này đã có giao nhiệm vụ cho tổ công tác rồi anh. Không giao nhiệm vụ anh, nhiệm vụ anh đó, anh có trách nhiệm mà nói ầu ơ với giàu quá vậy. Để nó ở trong nhà này mà nó có giấy tờ đăng ký mười mấy năm trong này, nó có đồ đạc của tôi chứ, đông người như thế này mà chị dẫn ra làm sao được? Sao mà mấy anh có được, đông người mà anh lấy anh lục quét nhà không được. Ngoài đây đây có cái thổ ta dọn cho rồi. Sao không có dọn, không có dọn được. Thì bây giờ chúng ta không có nghe nhà, thấy cô đâu có điện thoại. Nghe không? Mấy ông à, tôi đã nói mấy ông ăn lên nha, là không được, cái này là cái nơi chính điện của người ta, nơi thiêng liêng, mấy ông không từ một chỗ nào hết. Như vậy là lợi dụng cái việc cưỡng chế này để vô gây trấn áp tôn giáo và đồng thời này không được, không được. Tôi nói ông Phương ha, chỗ này không có cưỡng chế nha, tôi nhắc ông rồi đó. Đây tôi cưỡng chế nhưng mà phải tôi báo cho làm sao, làm sao anh không đều cái này, cái này nó có cả bề tôi cưỡng chế, cưỡng chế cái trên ai tới cái tầng nào còn chưa có kẹt ra. Mấy ông làm như vậy là ai là người chịu trách nhiệm quản chế đây? Ông không phải trách nhiệm, ông xuống đi. Ông xuống, ông phải trách nhiệm xuống. Ông này không phải trách nhiệm. Anh xua tôi tới sao? Không, anh là người quản chế nghe ai? À, anh xua tôi tới sao? Anh nên không được lên đây. Nên đây là văn phòng của hướng đạo sinh, văn phòng của giáo hội. Có người đang có trách nhiệm. Không được, đã mất tài liệu và tiền bạc rồi. Anh không có quyền làm như vậy. Anh là người chịu trách nhiệm phải không? Chắc chỉ cái này anh đánh anh Hiền. Tại sao đoàn kiểm chế không có nhiều người mà tại sao giờ vô làm cái chuyện này? Anh đọc quyết định anh rồi anh. Quyết định có mấy người mà cho cái người không được quyết định cũng vô. Trong tổ công tác, thấy không? Trong tổ anh chỉ coi cái bản tên kìa, có tổ. Tổ công tác mấy anh kia làm gì mà sao tại riêng nó lên đây giờ vậy? Đó, tới. Còn mấy anh này có quyết định ở ngoài ta đọc. Không, không có quyết định, trong quyết định không có nha. Anh đưa quyết định, anh Dung đưa quyết định là tôi. Quyết định cho anh rồi. Cái này là tài sản của người ta, sách vở người ta mà anh lên đây. Ủa, anh làm sao? Anh lên đây chi? Vâng. Rồi anh nói đây là bê tông, đây thằng gỗ, thằng gỗ anh hiệt vô bao nhiêu năm nay các thằng gỗ cho bê tông ở đâu? Người ta bảo xi măng người ta lót viên gạch mà mấy anh vô lập sai quyết định mà các anh làm, nghe chưa? Cái nhà đó làm là tại 8 xi măng. Sai gì anh chứ nại sao? Chứ nại gì? Chứ nại ai xử? Chứ nại ai xử? Anh em chấp hành đi chứ. Anh làm vậy không được, tôi nói rồi anh Hiền anh chịu trách nhiệm cá nhân anh với tôi, với anh Dung không? Tôi nói trước, tất cả đây quy định không có, có làm. Nếu anh gỡ thì anh phải bảo vệ tài sản người nào là của chính quyền vô thi hành vài ba người thôi. Tại sao anh lại trong cái cưỡng chế có sự phối hợp của tôi nữa mà anh trưởng phường ở đây mà anh không có quyền hành gì hết vậy? Anh thấy chưa, tôi giải thích cho anh khá tỉ mỉ cái chuyện đó rồi. Anh giải thích cho tôi nghe, tôi giải thích cho anh đâu nghe đó, không có nghe tôi giải thích đúng luật chứ, cái gì anh đọc tôi cố nhớ mà. Tôi là gì chính quyền nói anh chẳng nghe. Tôi nghe, tôi là những người không có trách nhiệm. Tại sao xâm hại vào cái phòng riêng của người ta? Vì anh chấp hành đi. Hoặc chấp hành, tôi mà anh chấp hành anh phải xuống những người không có trong lệnh. Những người không có trong lệnh thì đi ra được không? Tôi tháo gỡ đi. Không có chuyện tháo gỡ dưới vợ tôi đã xong rồi. Anh không có quyền. Anh tổ công tác là thuê làm cho anh không có quyền nắm tay người ta nghe chưa? Thôi anh lên chấp hành. Anh làm như vậy không được. Tôi nói như vậy được. Yêu cầu mấy anh xuống hết đi. Để đi xuống dưới. Ở dưới xong rồi. Còn để lượt làm bây giờ xuống. Làm đi. Mấy anh xuống hết đi. Đại tài khoản lục biểu tôi bảo vệ. Anh đứng có làm ảo, làm ảo không bao giờ anh thắng đâu. Rồi cái làm ra đây mong thôi. Ngày hết chiều hả? Rồi chiều lên.
không có trách nhiệm mà cũng cứ vào là sao? Mày thất bại với chương trình đó cho tôi. À, ở nhà tôi anh sao cái kỳ? Em mới đi xuống nè, em đâu có tay trong đoàn cưỡng chế. Tôi là cảnh sát quân dân. Cảnh sát quân dân em xuống đi chứ. Ừ, anh xuống đi chấp hành cho nó. Cái chuyện đó đã xong rồi, chuyện nó xong vợ tôi đó. Xong, có gì đâu. Lực lượng mình chỉ vô để lấy đồ người ta không, ban thầu nhà cửa tài sản người ta mà vô. Anh đang làm trong nội quy luật, anh làm quá nhiều, vượt quá nhiều rồi. Nó lên lục tả tơ ha. Ông Nam lên lục máy mắt tôi tả tơ nghe chưa. Đó anh thấy đó, ông Nam lên vậy đó. Ông, em mà tôi nói anh xuống đó. Ông Nam lên luật nhà tôi tăng bằng nè. Mà em chứng kiến đó. Thôi được, đừng, em đừng có nói cái chuyện mà. Giống như cái băng cắt xét nhả ra. Mở coi luật này mang khai thật trơn. Coi này. Coi này. Căn cứ vào cái điều này. Để xử phạt tôi mà điều bãi đạo cô chỉ buộc tôi bổ túc cái giấy phép thôi. Mà tại... anh đâu có bổ túc đâu. Không có túc. anh xử phạt, anh ra biện pháp cưỡng chế tháo gỡ cái điều bạc này. Nó nằm trong khu dân cư sử dụng 21 năm, nhà này có chứng tích năm 86, năm nay năm 2007 là 21 năm. Điều phạt này không có cưỡng chế, mà cưỡng chế lúc này là sai. Luật sư và tôi đã hỏi ngay cả bên tư pháp, mà đây là họ quyết định bên nào là anh thừa hiểu rồi, nhưng mà họ làm họ chịu trách nhiệm. Tôi thấy cái trách nhiệm này đã quy về người nào rồi, đã sàng lọc trước khi cái chuyện này xảy ra. Nhưng tôi khỏe lắm. Để rồi anh thấy những ai vi phạm pháp luật sẽ bị trừng trị. Để rồi anh coi, trong cái chính quyền này vẫn có những con người sẵn sàng trừng trị những cái vi phạm pháp luật. Chứ không phải chính quyền này là hết là những thứ a tầm đó. Ai làm thờ ai thận thì cứ lên đi.
Thấy Thịnh là đi vô tù hả? Liệu mình Thịnh được suốt đời với dân tộc được á? Đây là đánh cặn với văn minh, với pháp lý, chứ không phải đánh cặn với tôi, cho nên tôi không sợ.